Các bạn ơi, bây giờ hôm nay các bạn hãy chế biến cùng mình món nước canh cà chua nhé. Để canh cà chua với thịt băm để ăn với bún hoặc ăn với cơm nhé. Khi mà mình muốn đổi bữa và ăn đơn giản đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chế biến đấy. Trước tiên là để làm cái món canh thịt băm này ấy, thì các bạn cho mình một ít đầu hành này hoặc là hành tím này, cắt nhỏ này, các bạn phi thơm lên. Sau đó các bạn cho thịt băm vào xào thật là thơm lên, rồi mình cho nước sốt cà chua vào để mình làm món canh thịt để ăn với bún này nhé. Món canh thịt ăn bún này vừa đơn giản lại vừa ngon ạ. Thịt không cần dùng nhiều đâu, các bạn dùng cho mình khoảng 100g thịt xay này. Bạn xào thật thơm lên cho mình nhé. Để cho thịt ngấm gia vị, cho thêm chút muối bột canh vào để xả phục. Một chút hạt lê, không cần nhiều nhé. Đảo đều nhé. Sau mình sẽ cho cái nước sốt cà chua. À, nước sốt thì mình đun cà chua sẵn rồi. Mắm cà chua hay canh cà chua đấy. Đảo cho nó thơm lên nhé, sau mình sẽ cho mắm cà chua vào. Mắm cà chua mình đã đun lên trước rồi. Cho ít cái cà chua thôi, mình đun mắm vào nhé. Nước cà chua nãy là nước cà chua đun mắm vào đây, ít cơm cà chua luôn, thịt cà chua hết bạn đun, nghĩa là cà chua nhà nhiều quá để mình đun với nước mắm ấy, mình đun cà chua lên với ít muối ấy. Mình sẵn cho vào luôn như này, hoặc là các bạn lấy cà chua tươi các bạn cắt ra bạn xào cùng nhé. Bây giờ cho thêm một bát nước là được. Bát nước này để mình thành canh ấy. Thành bát nước canh để mình ăn với cơm ạ. Ăn với cơm, ăn với bún á đều rất là ngon ạ. Vì cà chua đã có nước mắm cà chua ấy, đã có muối rồi cho nên mình không cho thêm gia vị nữa nhé. Cho cắt ít đầu hành và ít hành lá nữa vào là được. Bây giờ cho ra đĩa nhé, cho ra bát nhé. Là mình đã xong bát canh cà chua đơn giản để ăn mùng bún rồi ạ. Các bạn nhìn thấy không, thịt rất là ngon và hấp dẫn này. Nước cà chua thì lại đặc đấy. Cà chua thì cắt hạt lựu rồi sau các bạn cho vào, các bạn xào cùng hoặc là dùng cà chua sẵn như mình. Bây giờ mình sẽ đi thưởng thức nhé. Bát canh của chúng ta gia vị thì vừa, thịt thì mềm và thơm ạ, rất là hấp dẫn ạ. Giờ mình sẽ dừng video ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.